Bồ Tát tu hành chọn 41 loại tâm thành tịnh, 41 tâm đó là 1 càn tuệ địa, từ 2 đến 11 thập tín, 12 đến 21 thập trụ, 22 đến 31 thập hạnh, 32 đến 41 thập hồi hướng. Càn tuệ địa, như quý vị nhớ, nó còn gọi là sơ càn tuệ và sơ tâm kim cang. Sau khi tu chứng 41 loại tâm thành tịnh, thì lần lượt tiến tu 4 loại gia hạnh, đó là 4 loại gia hạnh diệu viên, 1 noãn, 2 đỉnh, 3 nhẫn, 4 thế đệ nhất. Kinh văn: tức dĩ Phật giác dụng vi kỳ tâm, nhược xuất vị xuất, do như toàn hỏa, dục nhiên kỳ mộc, danh vi noãn địa. Việt dịch: tức lấy Phật giác dùng làm tâm mình, như ra mà chưa ra, ví như rủi cây cho ra lửa để đốt cái cây, gọi là noãn địa. Giảng giải: noãn địa là gia hạnh thứ nhất trong 4 gia hạnh, tương tự như rủi cây lấy lửa, ở địa này ví như cây chưa cháy lửa. Tức lấy Phật giác dùng làm tâm mình, chỉ sự giác ngộ của Phật và giác ngộ tự tâm mình cùng như nhau. Khi ra mà chưa ra, ví như rủi cây cho ra lửa để đốt cái cây, cây bốc cháy lửa ví như giác ngộ, cây bốc cháy trong lửa cũng như sự giác ngộ có sức nóng vậy, đấy gọi là noãn địa. Kinh văn: hữu dĩ kỷ tâm, thành Phật sở lý, nhược y phi y, như đăng cao sơn, thân nhập hư không, hạ hữu vì ngại, danh vì đảnh địa. Việt dịch: lại lấy tâm mình thành chỗ đứng của Phật, như nương mà không phải nương, ví như người lên núi cao thân vào hư không, nhưng bên dưới còn chút ngăn ngại, gọi là đỉnh địa. Giảng giải: lại lấy tâm mình thành chỗ đứng của Phật, như nương mà không phải nương, tâm của chính mình theo Phật đạo, dường như nương theo đó nhưng không phải nương. Điều ấy ví như người lên núi cao thân vào hư không, nhưng bên dưới còn chút ngăn ngại. Người đó như đi lên một ngọn núi, khi đến đỉnh anh ta như tiến vào hư không, nhưng dưới chân người đó, tức chỗ đứng trên núi, vẫn còn chút ngăn ngại, chưa hoàn toàn dấn hẳn vào hư không, đấy gọi là đỉnh địa. Kinh văn: tâm Phật nhị đồng, thiện đắc trung đạo, như nhẫn sự nhân, phi hoài phi xuất, danh vi nhẫn địa. Việt dịch: tâm và Phật là đồng, khéo được trung đạo, ví như người biết nhịn, không phải ôm lấy cũng chẳng phải phát ra, gọi là nhẫn địa. Giảng giải: tâm và Phật là đồng, khéo được trung đạo, tâm là Phật, Phật là tâm. Mặc dù nói hai, nhưng cả hai cùng là một, tâm đấy chính là Phật, không có Phật bên ngoài tâm, cũng chẳng có tâm ngoài Phật. Tâm và Phật là như thị, đến bậc nhẫn địa, tất người đó khéo đạt được lý và thể của trung đạo, ví như người biết nhịn, không phải ôm lấy cũng chẳng phải phát ra. Lòng đã biết rõ điều gì, muốn nói cho người khác biết nhưng không sao diễn tả được, người đó do dự không biết phải làm thế nào, nên đành phải nhẫn nhịn, đấy gọi là nhẫn địa. Đây là địa vị thứ 3 trong gia hạnh. Kinh văn: số lượng tiêu diệt mê giác trùng đạo, nhị vô sở mục, danh thế đệ nhất địa. Việt dịch: số lượng đều tiêu diệt, mê giác và trùng đạo cả hai đều chẳng có gì, gọi là thế đệ nhất địa. Giảng giải: trong phần hồi hướng thứ 10, giới trong pháp giới đã diệt, đến đây thì cả số và lượng đều diệt. Điều đó có nghĩa gì? Cũng như con số không vậy. Trước tôi có nói về số không, tức chẳng có số nào. Đến khi ấy thì mê giác và trung đạo cả hai đều chẳng có gì, hoàn toàn rõ ràng. Một khi đã là không thì chẳng còn danh ngôn gì để nói đến. Con số không có nghĩa chẳng còn có gì. Số không ở đây là linh tự, là mẫu thể của vạn vật. Thực ra cũng chẳng có tên mẫu thể, chỉ tạm gọi là vậy. Đến đây thì chẳng có gì là mê, cũng chẳng có gì là giác đối với trung đạo. Mặc dù giai đoạn này không có danh ngôn, nhưng chúng ta cũng có thể đặt để tên gọi gì đó, và kinh gọi là thế đệ nhất địa. Thế thứ nhất vì không có vị thứ hai, đây là gia hạnh cuối trong 4 gia hạnh. Thập địa. Kinh văn: A Nan, thị thiện nam tử, ừ đại bồ đề, thiện đắc thông đạt, giác thông Như Lai, tận Phật cảnh giới, danh hoàn hỷ địa. Việt dịch: A Nan, thiện nam tử đó khéo thông suốt đạo đại bồ đề, chỗ giác ngộ thông với Như Lai, cùng tột cảnh giới của Phật, gọi là hoan hỷ địa. Giảng giải: A Nan, thiện nam tử đó khéo thông suốt đạo đại bồ đề, thiện tri thức là bồ tát, đã đạt được địa vị thế đệ nhất. Mặc dù căn bản nói là đã thành tựu đại bồ đề, nhưng thực ra thì vẫn chưa được vậy. Chỗ giác ngộ thông với Như Lai, sự giác ngộ của thiện tri thức đó là Như Lai,
Như Lai là giác ngộ của họ cũng đồng với giác ngộ của Như Lai. Cao vị ấy có thể gọi là Như Lai khi họ chứng giác với con số không, và số không là chẳng có thứ gì cũng chẳng vướng mắc điều gì. Cùng tột cảnh giới của Phật, chân không là trạng thái hoàn toàn trống rỗng, chẳng có gì cả. Nhưng khi tiến đến cảnh giới Phật, chân không ấy sẽ sinh ra diệu hữu ấy là hoan hỷ. Ồ, thì ra căn nguyên là như thế đấy, trước kia tôi không biết, nay mới nhận ra, đấy gọi là hoan hỷ địa. Kinh văn: dị tánh nhập đồng, đồng tánh diệt diệt, danh ly cấu địa. Việt dịch: tính khác dung nhập với đồng, tính đồng cũng diệt, gọi là ly cấu địa. Giảng giải: trong phần hoan hỷ địa vẫn còn tính đồng hiện hữu, mặc dù là không nêu rõ, nhưng đến khi tính khác dung nhập với đồng thì trở thành duy nhất. Mặc dù căn và trần hòa hợp nhưng căn vẫn tồn tại. Khi tiến đến địa thứ hai thì tính đồng cũng diệt. Địa thứ hai là ly cấu địa, có nghĩa là tách rời khỏi vô minh. Về căn bản, đến lúc này vô minh không còn nhiều, vì tánh giác ngộ của họ cũng như Phật, một chút trước nhiễm còn vương lại. Nay khi tính đồng cũng diệt thì họ dễ dàng tiến đến Phật. Đó là sự trở về căn cội, trở về với tánh của Như Lai Tạng, là kho báu đầy ánh sáng, đấy gọi là ly cấu địa. Hoan hỷ là một loại trước nhiễm, chẳng hạn như cảm xúc ưa thích. Nhưng đến địa thứ hai này thì mọi trước nhiễm đó đều vứt sang bên. Riêng đối với vô minh vẫn chưa hoàn toàn dứt hẳn. Kinh văn: tịnh cực minh sanh, danh phát quảng địa,